Gần 12 giờ ngày 9 tháng 7, Công an quận Tân Bình vẫn đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa hiện trường để khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ đôi nam nữ tử vong bất thường trong phòng trọ. Trước đó, sáng cùng ngày, một số người dân thuê phòng trọ ở căn nhà nhiều tầng nằm ở đường Giải Phóng, phường 4, quận Tân Bình, thấy phòng của người đàn ông, sinh năm 1975, ngụ tỉnh Hưng Yên, ở tầng 3 không mở như mọi ngày. Người dân qua gọi cửa thì không ai trả lời, căn phòng được khóa bên trong, nghi vấn nên người dân báo cho chủ nhà cùng công an. Nhận tin, công an có mặt phá cửa vào bên trong thì phát hiện ông này nằm tử vong, cạnh đó là một cô gái tử vong trên cổ có vết máu.